nhà thờ giáo xứ Gia Hưng ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc giáo hạt Nguồn Son, giáo Phận Vinh. Cha quản xứ hiện nay là cha Phêrô Nguyễn Văn Đại. Giáo xứ Gia Hưng thành lập năm 1890, cách tòa giám mục xã Đoài 220 km theo đường mòn Hồ Chí Minh về phía nam. Giáo xứ Gia Hưng hiện nay có trên khoảng 5.000 giáo dân. Giáo xứ Gia Hưng có số giáo dân nằm trên địa bàn 3 xã Hưng Trạch, Sơn Trạch, Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, gồm có 6 giáo họ Gia Hưng, giáo họ Hà Thanh, giáo họ Hội Nghĩa, giáo họ Xuân Sơn, giáo họ Rú Voi và giáo họ Thanh Thủy. Trở lại Gia Hưng hôm nay, xứ đảo nơi miền sơn cước này đã khoác lên mình một diện mạo mới. Tiêu biểu nhất là ngôi thánh đường giáo xứ được xây dựng bằng gỗ và đá, vừa mới được khánh thành vào đầu năm 2017. Nhà thờ này khởi công xây dựng vào ngày 20 tháng 2 năm 2013 và lễ khánh thành nhà thờ mới vào ngày 18 tháng 2 năm 2017. Nhà thờ gỗ và đá, giáo xứ Gia Hưng từ lúc khởi công tới lúc khánh thành hết 4 năm miệt mài xây dựng. Nhà thờ giáo xứ Gia Hưng được tận dụng bộ khung cột kèo bằng gỗ lim từ nhà thờ cũ, nên vẫn giữ được nét cổ kính. Những biến tấu hài hòa và các yếu tố không gian đã làm cho ngôi nhà thờ này có nhiều điểm nhấn đặc biệt, đan xen giữa truyền thống và hiện đại.